Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh MBBT 1002B 2024 ra mắt. Phiên bản sau của WeChat 1050 đến từ hiệu của Trung Quốc. Trong cái cuộc triển lãm ESMA 2023, thương hiệu là MBB đã ra mắt một cái chiếc là Android hoàn toàn mới với dung tích 1000 phân khối và cái động cơ là V2. Cái chiếc MBB T 1002B 2024 nó cũng có thể coi là phiên bản sao chép của chiếc Suzuki WeChat 1050. MBB là cái thương hiệu cao cấp nhà của nhãn xuất Trung Quốc là Kiwi. Ngược lại là Kiwi thuộc cái tập đoàn là Guangxiang. Tập đoàn đã sản xuất những cái mẫu xe dưới cái tên là Quasimoto và Pili. MBB là thương hiệu thứ tư mà nhãn xuất lớn này nhưng không ứng dụng cái công nghệ đến từ Quasimoto hay là Pili. Nhìn từ bên ngoài thì MBB T 1002V 2024 là sự kết hợp mạnh mẽ giữa là Jump Tiger 1200 và Suzuki WeChat 1050. Với một cái bộ quay rộng, cái mỏ dày ngắn, cái chiếc Enduro Touring này ở dụng cho mình cái lớp với kích thước 19 inch phía trước, 17 inch phía sau. Cái động cơ lực V2 dung tích là 997cc. Cái công suất là 90 mã lực, tài ngưỡng tua máy là 7.750 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 95 Nm, tài ngưỡng tua máy là 5.000 vòng trên phút. Tuy nhiên đây không phải là phiên bản sao động cơ đến từ Nhật Bản mà là cái sự phát triển của nội bộ. Cái phần khung xe chỉ bằng nhôm được bổ sung với cái phần cấp sau chỉ bằng nhôm cũng khá dài đi cùng với cái bục đơn trung tâm cho phía sau. Trong khi phía trước có cái phục là upside-down có thể điều chỉnh cái độ bật và hành trình là 160m. Trong khi cái phần lớp phía trước là 120/10 ZL9. Trong khi phía sau là 70/60 ZL7. Cũng như cái hệ thống phanh đến từ công ty con của Rainbow là C1 và Bosch sẽ cung cấp hệ thống ABS và phun nhiên liệu điện tử. Ngược lại, với cái chiều dài cơ sở giữa mức 1582mm, chiều cao yên tương đối thấp ở mức 820mm, cái trọng lượng khô nằm ở cái giới hạn là 235kg, dung tích bình xăng 22 lít, nên cái trọng lượng sẵn sàng lái của là T1002B 2024 sẽ khoảng là 260kg. Các thiết bị điện tử của cái mẫu là MBB T1002V 2024 có chất lượng cao và hoàn chỉnh như cái phần đèn LED, màn hình TFT 7 inch kết nối với Bluetooth, cái công tắc đèn chiếu sáng, chế độ lái, cái hệ thống cái kiểm soát hành trình và giám sát áp suất lốp không khí vân. Mặc dù cái mẫu T1002V 2024 chỉ mới được ra mắt tại là MBB trong cái cuộc triển lãm ESMA 2023 và không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về liệu cái mẫu xe tương ứng có được đưa ra thị trường hay không. Tuy nhiên, nếu là MBB thực hiện cái bước đi này thì cái mẫu T1002V 2024 có thể trở thành cái chiếc Enduro cỡ lớn có mức giá rẻ thị trường hiện nay, đâu đó ở mức dưới 12.000 euro tại châu Âu. Đó là tiền Việt nó tương đương khoảng là 306 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hãy chi tiếp nhớ like, share, subscribe.